1, cùng nhau giải đáp. Tôi giành chiến thắng trong trò chơi phụ sẽ giành được một quyền trợ giúp từ anh Ba Cùng. Luật chơi như sau: trong 3 phút, mỗi đội sẽ lần lượt cử ra một thành viên chịu đựng thử thách. 3 thành viên còn lại sẽ trả lời lần lượt 10 câu hỏi của chương trình. Tôi chơi có thể bỏ qua câu hỏi khó và quay lại trả lời sau. Mỗi đáp án đúng sẽ nhận được 4 điểm thưởng. Trong thời gian 3 phút trả lời câu hỏi, nếu thành viên của đội ngừng chịu đựng thử thách thì cả đội sẽ ngừng trả lời câu hỏi. Kính thưa bà con cô bác, chúng ta đang đến với dòng thi đấu được mang tên Cùng Nhau Giải Đáp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội quy thi. Ở đây chúng ta sẽ có một ô vuông gọi là ô chịu đựng thử thách, chỉ dành riêng cho những khách mời như là Hà Trí Quang và Diễm Hương. Và thời gian của các bạn sẽ là 3 phút. Thời gian sẽ dừng lại nếu người chịu đựng thử thách không vượt qua được chịu đựng thử thách. Ở đây chúng ta đã thấy được cái ô vuông và đội bên phía của Diễm Hương sẽ là đội thi trước. Diễm Hương sẽ đứng ở trong vòng đó, chúng ta sẽ nhảy dây trong vòng 3 phút. Và nhảy như vậy đẹp dáng, thon dáng. Đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi. Bây giờ ngoài trời là 40 độ. Và chúng ta sẽ được dắp 3 lần nha, chỉ được dắp 3 lần thôi. 3 lần rồi sao đổ anh? Ít quá đúng không? 5 lần. Không, chỉ 1 lần. Không, 3 lần. Dám trả giá. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đấu của đội Đồng Xanh Thạnh Quế. Thời gian 3 phút chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu thử thách. Nhện vàng, nhện đỏ, nhện vé, con nào gây hại cho cây lúa? Nhện vé. Nhện vé. Chính xác. Đây là một làng nghề trăm tuổi ở Cù Lao Mây của Vĩnh Long. Đây là một làng nghề trăm tuổi ở Cù Lao Mây của Vĩnh Long là làng gì? Làng gà. Bánh tráng. Bánh tráng tên gì? Long Thành. Long Thành. Long Thành. Cù Lao gì? Cù Lao Mây. Chính xác. Chán lắm. Tục ngữ có câu, người đẹp gì lụa lúa tốt gì? Dì Phân. Chính xác. Bưởi năm rau được trồng nhiều nhất ở nơi nào của tỉnh Vĩnh Long? Ở Mỹ Hòa. Mỹ Hòa. Đúng rồi, Mỹ Hòa, Bình Minh. Chính xác. Chuột gây hại và ảnh hưởng đến năng suất lúa nặng nhất ở giai đoạn nào? Giai đoạn làm đồng. Chính xác. Nhanh lên, nhanh lên. Đây là những công cụ cần có được sử dụng khi pha thuốc bảo vệ thực vật. Hãy kể tên. Găng tay. Găng tay, khẩu trang. Khẩu trang. Rồi dớ. Đây là những công cụ cần có được sử dụng khi pha thuốc bảo vệ thực vật. Hãy kể tên để cho an toàn. Găng tay, khẩu trang và băng dài. Bao tay, mặt nạ, đội ủng. Chính xác. Ký hiệu dạng thuốc WB gọi là dạng gì? Bóp. Dạng gì? Dạng bóp. Dạng bột hòa với gì? Hòa tan. Dạng bột hòa nước. Chính xác. Nêu hai ưu điểm vượt trội khi sử dụng kali hữu cơ phun rước hạt so với kali thông thường. Nêu hai ưu điểm vượt trội khi sử dụng kali hữu cơ phun rước hạt so với kali thông thường. Kali silic. Kali cái gì? Kali bo. Quá quá. Dân. Nêu ba lý do làm cây lúa không hấp thụ phân bón hiệu quả khi thời tiết nắng nóng. Nêu ba lý do làm cho cây lúa không hấp thụ phân bón hiệu quả khi thời tiết nắng nóng. Nhảy 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 nhảy. Dạ bạn. Trợ giúp đi. Trợ giúp. Trợ giúp. Rồi, trợ giúp con đó nha. Tiếp tục. Nhìn hình. Đây, ruộng lúa này đang có hiện tượng gì? Hiện gì đâu? Phèn. Bị gì? Phèn. Mặn. Đúng rồi đó, phèn, nhưng mà cái gì nó bị gì? Ngộ độc phèn. Chính xác. Quay lại câu số 8 nha. Nêu hai ưu điểm vượt trội khi sử dụng kali hữu cơ phun rước hạt so với kali thông thường. Không cháy lá, hòa tan nhanh. Không cháy lá, rồi gì nữa? Hòa tan nhanh. Ráng thêm một cái nữa thôi. Còn bây giờ không trả lá đúng rồi, còn một cái gì nữa? Nhanh. Hạt chắc. 3, 2, 1, hết giờ. Mệt quá. Hết chứ mệt. Như vậy đội mình đang đúng được 8 câu hỏi. Và cộng với một câu của anh Ba Cùng nữa là chúng ta có được 9 câu. Với 9 câu trả lời vừa rồi 3 phút thì hiện tại Diễm Hương đang rất là bèo nhèo. Và liệu bé có thể đứng lên được nữa chăng? Được không? Quá trời, quá trời. Quá trời gì? Mệt. Quá trời vui chứ. Nhưng mà em vẫn rất vui với cái kết quả của nhóm em. Dạ. Những gì mà Hương bỏ công sức ra cũng được anh đáp trả lại rất là tốt, đúng không ạ? Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần của đội Đồng Xanh Thạnh Quế. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chỗ tay của đội Lúa Thơm Vũng Liêm. Thời gian chuẩn bị, các anh hãy nghe câu hỏi thật kỹ nha. Hà Chí Quang chuẩn bị cho em. Dạ. Thời gian 3 phút bắt đầu. Phun thuốc ngừa bệnh lem lép hạt hiệu quả nhất ở hai giai đoạn nào?
ở giai đoạn lúa tiên đàn. Chỗ lẹt xẹt và chỗ điều. Lúa leo le rổ và chỗ điều. Chính xác. Nơi nào trồng cam sành nổi tiếng ở Vĩnh Long? Tâm Bình. Tâm Bình. Chính xác. Lúa bị bông bạc là do nguyên nhân nào? Lúa bị bông bạc là do nguyên nhân nào? Của cái gì? Bị con sâu đục thân. Chính xác. Tèo 40 tuổi, vậy Tèo có bao nhiêu ngày sinh nhật? 40 ngày sinh nhật. Hả? 40 lần sinh nhật. 40 ngày sinh nhật. 39. 39. Chưa chính xác. 40 ngày. Tèo 40 tuổi, vậy Tèo có bao nhiêu ngày sinh nhật nha? 40 ngày sinh nhật. Chưa chính xác. Để giảm ngộ độc hữu cơ cho lúa thì cần thời gian cách vụ ít nhất là bao lâu? 3 tuần 20 ngày. 3 tuần 20 ngày, chính xác. Đây, nhìn hình. Thời tiết này cần lưu ý dịch hại gì tấn công trên lúa? Đậu ông lá. Đậu ông lá. Chính xác. Ốc bưu vàng càng lớn, cắn phá càng nhiều, đúng hay sai? Sai, ốc nhỏ cắn mới nhiều. Chính xác. Ổ trứng của sâu đục thân 2 chấm có điểm gì đặc biệt? Ổ trứng của sâu đục thân 2 chấm có điểm gì đặc biệt? Bỏ qua. Tại sao áp dụng biện pháp trừ cỏ tiền nảy mầm? Trừ triệt để. Cái gì? Xịt ra là trừ triệt để. Giảm chi phí, ít chi phí. An toàn cho lúa, ít chi phí. Chưa chính xác. Cho qua. Vâng, nhìn hình. Đây. Hình này lưu ý bà con điều gì? Khi phun thuốc ngược chiều gió phải có ba khẩu trang và bà đồ bảo hộ lao động. Đi ngược chiều gió ảnh hưởng. Không nên phun cho thuốc ngược chiều gió. Chính xác. Tèo 40 tuổi, vậy Tèo có bao nhiêu ngày sinh nhật? Một ngày. Chính xác. Câu số 8 quay trở lại. Ổ trứng của sâu đục thân có 2 chấm. Đặc điểm là gì đặc biệt? Nằm trong đất lá. Ổ trứng nằm trong đất lá lúa. Nằm dưới gốc lúa. Cái lông của nó màu gì? Màu trắng. Nằm trong đất lá lúa, cái lông nó màu vàng. Chính xác. Hết giờ rồi. Kính thưa quý vị các bạn, và như vậy là đội Lúa Thơm Vũng Liêm cũng đã xuất sắc vượt qua được 9 câu hỏi rất ngang tài ngang sức. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội Lúa Thơm Vũng Liêm. Trong thi đầu tiên thì cả hai đội đã xuất sắc cùng nhau trả lời đủ hết 9 câu hỏi. Còn bây giờ xin mời sự trở lại của anh kỹ sư nông nghiệp, anh Ba Cùng Phạm Gia Phước. Rồi bây giờ anh sẽ anh hỗ trợ trước là cái câu hỏi mà bên này yêu cầu trợ giúp. Đó là câu gì và những câu còn lại mà tất cả mọi người vẫn chưa trả lời được nha. Kính thưa hai đội chơi cũng như bà con đang xem chương trình, thì cái câu trợ giúp của phên bía đồng xanh Thạnh Quế á, là cái câu số 9. Thì chúng ta nêu 3 lý do làm cây lúa hấp thụ phân bón kém hiệu quả trong thời tiết nắng nóng. Đó là nguyên nhân đầu tiên nhất là cây lúa chúng ta nó bị quá nắng á, thì bị stress, bị sốc á. Thứ hai là do cái phân bón bốc hơi quá nhanh, cây lúa hấp thụ nó kém hiệu quả. Và cái thứ ba là rất dễ nó sẽ khi thời tiết nóng nó dễ bị mà ngộ độc phèn cũng như ngộ độc hữu cơ, thành ra nó sẽ hấp thụ phân bón rất kém. Vâng. Trong những cái hình mà về bảo hộ lao động á, chúng ta trả lời đúng là cái bao tay hay là cái găng tay đó. Ở trong đó thì chúng ta cái hình cái mặt nạ để khi mà chúng ta pha thuốc thì ảnh cho thật mà cái thuốc nó văng vào mặt chúng ta đó. Thì nếu trường hợp bà con mình không có mặt nạ thì chúng ta có thể mà trang bị thấp nhất là chúng ta bằng cái khẩu trang. Và cái thứ ba là chúng ta dùng cái lời đôi ủng để cho khi mà thuốc nó rơi vãi thì cũng không có ngấm vào được da chúng ta. Từ còn riêng thì phía đội bên Lúa Thơm Vũng Liêm thì tôi xin bổ sung thêm một câu để giảm ngộ độc hữu cơ đó, thì chúng ta cần cái cách ly bao lâu? Chúng ta trả lời đúng là chúng ta cách ly khoảng từ 3 tuần đó hoặc là 30 ngày. Và đồng thời kế tiếp nữa, khi mà vào cái mùa vụ, nếu chúng ta ruộng mà nó bị chập chỉnh nước thì chúng ta cần tháo nước thường xuyên hơn để chúng ta làm sao cho độc chất hữu cơ được nó thoát ra ngoài. Và còn riêng cái câu số 9 là rất tiếc đội mình chưa trả lời được, đó là cái hãy nêu cái giải pháp phải áp dụng cái biện pháp là trừ cỏ tiền nảy mầm. Thì cái trừ cỏ tiền nảy mầm là một trong những cái phương án mà quản lý cỏ rất là tiên tiến. Thứ nhất là nó ít cái tạo tính kháng cho cái cỏ. Thứ hai là cái hiệu quả rất cao. Và cái thứ ba nữa là trong một trong những phương án chúng ta phun sớm vậy, chúng ta sẽ quản lý được cái lúa cỏ hay là cái lúa nền trong đất á, để mà nó cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa chúng ta. Thì đó là những lợi ích thiết thực của cái chúng ta sử dụng biện pháp là trừ cỏ tiền nảy mầm ạ. Vâng. Xin chúc mừng cả hai đội, mỗi đội đang có số điểm là 36 điểm. Ta sẽ cùng đến với vòng thi đấu thứ hai được mang tên là Cùng Nhau Góp Sức.